Xin chào quý vị. Thì ngày hôm nay Hưng sẽ làm một video để giúp anh em hiểu rõ hơn, nắm rõ hơn về cái cấu tạo của dây quang, cũng như là giúp anh em biết là có nên sắm những bộ dây quang đắt tiền hay không. Đấy. Thầy nói là nếu mà một cái bộ tầm trung, tầm thấp, tầm bình dân thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những bộ dây quang. Đấy, ví dụ nâng cấp lên những bộ dây quang XLO của Mỹ này chẳng hạn. Đấy, nó có giá là 320 một bộ, dài 1,5m thì nó rất là ok. Thế là khá là ổn rồi. Nhờ đối những dàn là cao cấp, đấy, đối với những dàn high end tốt, đảm bảo chất lượng, muốn đảm bảo chất lượng đầu vào thì chúng ta phải có những bộ dây quang tốt. Đấy, đặc biệt là anh em nào chơi nhạc số nhá, anh em chơi nhạc số là phải có những bộ dây quang tốt. Bởi vì là khi anh em có một cái đầu vào, anh em cần phải có cái đầu vào tốt. Bởi vì sao? Bởi vì kể cả anh em dùng các loại dây AV, các loại dây tín hiệu AV, ba lăng đấy, mà kể cả những loại high end cao cấp đến mấy ở bên phần phía dưới để kết nối, thì khi anh em ở bên trên cái đầu vào ấy, cái đầu từ TV, cái nguồn nhạc anh em lấy từ TV vào chẳng hạn, thì cái chất lượng nó không được đảm bảo, thì hoàn toàn là cái chất lượng dây dẫn ở bên phía dưới nó sẽ không được đảm bảo toàn bộ chất lượng của nó. Đấy, có nghĩa là một cái bộ dây tín hiệu AV hoặc ba lăng ở bên dưới anh em kết nối, ví dụ là của high end đấy, nhưng mà cái chất lượng của cái đầu vào nó kém thì cái bên dưới nó cũng gọi là mất đi cái giá trị chất lượng của nó anh em nhé. Thế nên là khi anh em có những bộ dàn âm thanh cao cấp rồi thì chúng ta cần quan trọng vào cái đầu vào. Đầu vào là cái đầu đầu tiên đấy. Nếu mà đầu vào chất lượng nó không đảm bảo thì hoàn toàn cái bộ phận bên dưới nó chất lượng nó kém đi rất là nhiều, nó không ra hết được cái chất lượng của nó. Thì cái đầu vào là cái dây Ultralink, anh em thể là nâng cấp lên một loại dây Ultralink như thế này. Dây này thì Ultralink là một hãng sản xuất dây dẫn tín hiệu âm thanh của Canada, chính thức là của Canada, rất là nổi tiếng, được rất nhiều anh em biết rồi. Nhưng mà loại dây này thì được làm một loại dây bãi Mỹ, tôi nhập từ Mỹ về, bãi Mỹ, số lượng rất là ít thôi nha anh em nhé, số lượng rất là ít. Và cũng có nhiều anh em hỏi, có nhiều anh em hỏi là ở trên có chiều mũi tên, anh em thể thấy là có chiều mũi tên này. Đấy. Thì thường là ở trên dây tín hiệu AV ba lăng là nó có chiều mũi tên là chống nhiễu một chiều, nhưng mà tại sao dây quang, dây chuyển tín hiệu ánh sáng nó lại có chiều chống nhiễu như này? Đấy. Thực ra nó không phải chiều chống nhiễu anh em nhé, đây không phải là chiều chống nhiễu, mà là đây là cái chiều theo như nhà sản xuất mà tôi tham khảo của họ, thì họ có nói là cái chiều này đấy, là cái đầu vào, cái đầu này là cái đầu vào này, cái đầu đầu mũi tên ấy, cuối mũi tên ấy, là cái đầu vào này, thì nó cho một cái thấu kính nó phù hợp để nó bắt được nhiều cái chất lượng, nhiều cái tín hiệu ánh sáng nhất đấy, có nghĩa là đảm bảo về cái tín hiệu lấy vào nhất đấy. Sau đó ra đấy, cái đầu ra, cái đầu chiều mũi tên ra như thế này, thì cái đầu này nó sẽ có một cái loại thấu kính khác để giúp anh em gọi là tụ lại cái ánh sáng đó, anh em hiểu như là một cái tia laser đấy, anh em hiểu như một cái chùm tia laser đấy, bên ngoài nó sẽ là một cái bọc thấu kính gọi là thu nhiều ánh sáng nhất có thể, và đến cái đầu mũi tên này nó sẽ là một cái chùm đấy, nó tụ lại cái ánh sáng đó thành một cái tia như kiểu như tia laser đấy, nó giúp anh em có cái tín hiệu nó tốt nhất đấy. Thế nên là cái dòng dây này mới là cái dòng dây quang high end đấy, dây quang cao cấp nó là vậy, nó cho cái chất lượng ánh sáng nó tốt đến vậy thì nó mới được gọi là chất lượng. Thì đối với một cái giá hàng bãi 650.000 cho một bộ dây tín hiệu quang học optical như này là quá phù hợp, phải nói là quá phù hợp, quá rẻ nhá, tôi phải nói là quá rẻ cho một bộ dây quang bãi mà có chất lượng tốt như thế này, của Ultralink, một hãng của Canada sản xuất tại Mỹ. Và anh em hiểu là cái chất lượng nó tốt như vậy mà chỉ có giá là 650.000 thì tôi phải nói là cực kỳ rẻ so với cái giá mà phải bỏ ra. Dây bãi dài 2m anh em nhé, dài 2m, chiều dài 2m. Và ở trên dây thì anh em thể thấy là có một lớp dù rất là mịn và mượt. Dây này khá là mềm, anh em thể thấy là khá là mềm. Tuy chúng ta các loại dây quang chúng ta không nên bẻ gập, nhưng mà riêng dây này chúng ta có thể là anh em thể thấy là nó có thể uốn cong được như này, thì anh em đủ hiểu là cái chất lượng cái lõi của nó như thế nào, rất là gọi linh hoạt, mềm dẻo. Và đặc biệt là anh em dành cho anh em là kê sát tường, kê dàn âm thanh sát tường,
thì anh em hoàn toàn có thể là như này đấy, anh em cắm như này đấy, không ảnh hưởng vấn đề gì đấy. Và đặc biệt là dây quang thì anh em có thể quấn thoải mái, quấn tròn như này, nếu mà anh em thừa dây anh em có thể quấn tròn như này thoải mái, nó không ảnh hưởng gì đến tín hiệu âm thanh đấy. Nhưng mà riêng mà dây AV mà anh em quấn như này hoặc là dây ba lăng anh em quấn như này có thể là gây nhiễu hoặc là xôi xạng đến tín hiệu âm thanh, đấy chỉ là điều quá bình thường đấy. Và ngày hôm nay thì chủ yếu là tôi giúp anh em tìm hiểu sâu hơn đấy, để giúp anh em nắm rõ hơn là chúng ta có nên sắm một bộ dây tín hiệu của 2M, bộ dây quang optical 2M hay không. Nhất là vào những bộ dàn âm thanh cao cấp thì chúng ta không thể thiếu cái loại này được. Kể cả chúng ta dùng dây AV, dây ba lăng có tốt cỡ nào nhưng mà dây tín hiệu đầu vào của chúng ta không được đảm bảo thì hoàn toàn là cái giá trị chất lượng và giá trị thành phẩm của hoàn toàn cả một bộ dàn nó bị suy giảm đi rất là nhiều, nó không tỏa ra được hết cái chất lượng của cái bộ dàn anh em nhé. Thế nên là cái đầu vào luôn luôn là cái đầu quan trọng nhất. Anh em cứ lần lượt đấy, dây đầu vào luôn luôn là cái dây quan trọng nhất, xong tiếp tục nâng cấp dần đấy. Và hôm nay là tôi giới thiệu cho anh em cái dòng dây của Ultralink này, dài 2m, có chất lượng là rất là đảm bảo cho anh em. Về cái thấu kính các thứ thì tôi đã điều tra, thì anh em hãy cắm theo cái chiều mũi tên nhé. Đầu này là đầu vào này đấy, đầu này anh em cắm vào TV, và đầu này là xuống giải mã này, chiều mũi tên ra này là xuống giải mã. Rất là đảm bảo cho anh em, dây cực kỳ, phải nói là cực kỳ rẻ so với chất lượng của nó mang lại. Ngoài ra thì anh em tầm trung thì anh em hoàn toàn có thể là mua những loại dây XLO như này, bãi Mỹ như này thì cũng rất là đảm bảo rồi. Những anh em tầm trung, bộ dàn tầm trung thì có thể là nâng cấp bộ dây 320.000 trên 1m, trên một bộ 1,5m, rất là đẹp, màu cam. Những bộ này thì tôi luôn nâng cấp để cho anh em có những tín hiệu đầu vào ổn nhất có thể, để anh em tỏa được cái chất lượng của cả một bộ dàn của anh em ra. Chứ nếu mà đầu vào của anh em kém chất lượng thì một bộ dàn anh em tốt nhưng mà dây vào không, đường dẫn âm thanh vào không tốt thì coi như là phí đi cái chất lượng của nó. Và video ngày hôm nay thì tôi nói đến đấy thôi. Thì anh em nào cần những cái món phụ kiện âm thanh tốt như vậy và chất lượng nó phù hợp như này thì có thể liên hệ trực tiếp đến tôi qua số điện thoại 0963411622. Ngoài ra thì mọi người đừng quên ủng hộ tôi những nút like, đặc biệt là phải đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật được những video mới nhất tôi đăng. Tôi sẽ thường xuyên cập nhật nhiều cái phụ kiện âm thanh tốt hơn, giá cả hợp lý hơn, và nhiều khi là tôi có những cái chương trình ưu đãi giảm giá cho anh em, và nhiều anh em không đăng ký tôi thì anh em không nhận được video. Thế nên là khi hết chương trình rồi anh em mới quay lại đấy, có một số anh em gặp trường hợp đấy rồi, và khi anh em quay lại thì lúc đấy hàng không còn nữa rồi, thế nên là rất là tiếc nhá. Thế nên anh em phải đăng ký kênh để cập nhật được nhiều video hơn, và tôi sẽ thi thoảng tôi sẽ có những chương trình ưu đãi, tuy không là nhiều đâu nhưng mà đó là cái tình cảm tôi mang đến anh em đấy, và luôn luôn hàng là luôn luôn phải chất lượng để mang đến mọi người, để tôi có cái uy tín nhất định. Và video ngày hôm nay tôi xin phép được kết thúc. Xin chào toàn thể mọi người. Xin chào.